Các đồng chí phải lãnh đạo cái việc góp ý kiến sửa đổi dự thảo hiến pháp. Cái này quan trọng lắm đấy. Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống gì nữa. Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ điều 4 hiến pháp không? Phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn tam quyền phân lập không? À, muốn phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm đấy. Đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thế là suy thoái trong cái gì nó chỉ ở đâu nữa nào? Thì tham gia đi khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể. Thì nó là cái gì? Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý. Trước đây thì khi do nhật báo thì tôi làm vị trí phóng viên. Cuối năm vừa rồi thì tôi chuyển phóng viên báo giấy. Cuối năm vừa rồi thì tôi chuyển sang làm ở phòng báo điện tử, vị trí là biên tập viên, phụ cấp chức vụ là phó phòng. Sau khi cái sự việc là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cái bài phát biểu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày hôm qua đó, thì được biết là anh Kiên cũng có một cái bài phản biện, đúng không ạ? Đúng đấy, anh nói đúng đấy. Vâng, thì cái đấy lý do nào mà khiến cho anh viết cái bài đó thưa anh? Cái đấy thì xuất phát từ cái suy nghĩ của tôi thôi. Là khi mà tôi nghe ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu như vậy ở trên Đài Truyền hình Việt Nam, thì tôi với tư cách là một công dân của nước Việt Nam thì tôi thấy bất bình về cái quy chụp suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức và những cái lý lẽ thì tôi đã nói hết ở trong cái bài viết phản biện của mình, thì chắc là tôi cũng không cần phải nhắc lại nữa. Vâng, khi mà viết cái bài viết đó thì anh Kiên có gọi là anh có nghĩ tới những cái hậu quả có thể xảy ra đối với mình hay không? Tôi sống ở Việt Nam từ nhỏ đến bây giờ. Tôi cũng làm báo từ năm 2006-2007 đến bây giờ. Thì tôi hoàn toàn nhận thức được những cái hệ quả có thể xảy đến đối với tôi. Nhưng tôi khẳng định là tôi làm điều này, viết bài viết phản biện đó, cũng như các cái bài viết khác, và cũng như các cái bài viết trên blog của tôi, thì hoàn toàn là do cái mệnh lệnh đạo đức ở trong tôi. Hôm nay thì trên báo Gia đình .net cũng có đăng một cái thông cáo nói là tờ báo này hiện tại tức là đã trút quyền phóng viên của anh, đúng không ạ? Và anh không còn làm việc ở đây nữa. Anh có thể tường thuật rõ hơn là chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay được không ạ? Thực ra thì cứ để tôi nói về cái thông báo của Gia đình .net thì nó tiện hơn. Vâng. Cái khi mà xảy ra cái khi mà có thông tin liên quan đến cái bài viết của tôi thì đương nhiên là ban biên tập sẽ phải có buổi làm việc với tôi. Cái đấy là chuyện đương nhiên, tôi không có bình luận gì cả. Và cái quyết định của ban biên tập thì tôi cũng không có lấy gì phản nàn hết. Đó là cái quyết định của ban biên tập cũng như cái quyết định của cá nhân tôi khi viết bài phản biện Tổng Bí thư, và tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của họ. Vâng, nhưng mà cái việc mà tức là cái sự việc xảy ra ngày hôm nay đối với anh từ cái quyết định của Dành.net đó, thì anh có nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng tới cái con đường sự nghiệp của anh trong tương lai hay không? Ảnh hưởng thì đương nhiên là có rồi anh ạ, nhưng như tôi đã nói trước, tôi hoàn toàn nhận được những cái việc tôi làm và những hệ quả của nó. Những hệ quả này thì nó cũng nằm trong cái dự đoán của tôi, cho nên là tôi cũng không bất ngờ và cũng không có vấn đề gì nó quá nặng đối với tôi cả. Suy nghĩ tôi là như thế. Vâng, trong tương lai thì cái định hướng của anh là gì? Nói tới công việc khác nhé. Vâng. Thì tôi cũng chưa biết là mình sẽ làm gì, tại vì để có một cái công việc ổn định, để có một cái thu nhập cho gia đình, thì cái đấy là cái tôi chưa đến nghĩ đến bây giờ. Còn cái mà tôi muốn làm việc thì tôi chỉ muốn tiếp tục đọc, nghiên cứu, tìm hiểu để hiểu về lịch sử cũng như thể chế của Việt Nam, và tôi sẽ tiếp tục để anh cũng biết rồi, cái tại vì các anh gọi điện đến tôi cũng hơi bất ngờ.
Vâng. Tức là cái con tôi nghĩ rằng là cái con đường mà tôi có, đã có nói trong một cái lớp của mình, có insight của mình ấy, là cái con đường đến với dân chủ tự do thì nó là một con đường đòi hỏi rất là nhiều sự kiên nhẫn và tôi thì vẫn theo đuổi con đường đó. Vâng, Và hôm nay thì tôi có viết ở trên Facebook của tôi ấy, thì tôi muốn nói rằng là ngoài cái sự kiên nhẫn thì chúng ta cần phải có rất nhiều sự dũng cảm, kiên quyết và cả trí tuệ nữa. vâng, là một người có một thời gian dài công tác báo trong nước thì anh nhận xét như thế nào về cái môi trường để tác nghiệp của những phóng viên trong nước? Thực ra đây là một câu hỏi khó. Với bản thân tôi thì tôi vẫn làm việc được với tất cả những cái điều tôi mong muốn. Đương nhiên thì sẽ xảy ra những cái chuyện hạn chế này khác, nhưng mà tôi cũng phải nói thẳng với anh là rất là ít. Về cơ bản là tôi vẫn hoạt động được trong cái môi trường đấy. Còn đương nhiên là những cái bài viết như bài viết tôi viết hôm qua thì không thể nào đăng được ở trên báo chính thống trong nước trong hoàn cảnh hiện nay. Thì cái đấy là cái rõ ràng.